Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu tỉnh Lai Châu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ tỉnh ủy Lai Châu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn trong thời gian dài nhưng chậm phát hiện và xử lý. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về các đồng chí Vương Văn Thắng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Lương Chiến Công tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Nguyễn Xuân Tú, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phạm Minh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bùi Hữu Cam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Lê Bá Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí Vương Văn Thắng, Lương Chiến Công, Nguyễn Xuân Tú, Phạm Minh Tuấn, Bùi Hữu Cam, Lê Bá Anh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo, lãnh đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra và thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.